Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Trong video clip này, Điệp xin cập nhật Thời gian chờ giải quyết hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS Cập nhật đến ngày 26 tháng 1 năm 2024 Trong video clip này sẽ cập nhật thời gian giải quyết các đơn mà cô chú và các anh chị gửi cho Sở Di trú Như là đơn I-129F Đơn 130 Đơn I-131 Đơn I-485 đơn Y601, đơn Y751, đơn Y824, đơn Y90, đơn Y140 và đơn Y526. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Khi cô chú và các anh chị nộp đơn cho Sở di trú thì họ sẽ gửi lại một thư biên nhận là thư I-797C. Chúng ta có thể thấy tên của thư biên nhận này nằm ở trên góc ở phía bên tay phải trên cùng. Trong thư biên nhận này thì chúng ta cần phải để ý một số thông tin như sau. Trước tiên là tên đơn và loại đơn. Thứ hai là mã biên nhận hồ sơ, thông thường bắt đầu bằng chữ WAC kèm theo một dãy số hoặc là IOE và kèm theo một dãy số. Thông tin thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý là ngày biên nhận hồ sơ. Và ở thông tin thứ tư là trung tâm thủ lý hồ sơ thông thường để ở cuối thư. Ký hiệu của các trung tâm xử lý hồ sơ của sở di trú được ghi trên thư biên nhận. WAC hoặc là CSA là trung tâm dịch vụ tại California. LIN hoặc là NSC là trung tâm dịch vụ Nebraska. ISC là trung tâm dịch vụ Potomac. SRC -E hoặc là chữ TSC là trung tâm dịch vụ tại Texas. EAC hoặc là VSC là tại trung tâm dịch vụ Vermont. Hoặc là IOE -E là nếu như cô chú và các anh chị nộp hồ sơ online và hồ sơ sẽ được sở di trú chuyển qua cho các trung tâm có thể là trung tâm Texas, Cali, Nebraska hoặc là ở Vermont. Chúng ta cần phải xem ở cuối thư I797C sẽ có tên trung tâm xử lý hồ sơ. Ví dụ như hồ sơ có receipt number có số biên nhận là WAC kèm theo một dãy số thì có nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị đang được trung tâm dịch vụ California của Sở Di trú họ xử lý. Trường hợp nếu như mà chúng ta nhận được mã biên nhận là NBC hoặc là MSC là trung tâm phúc lợi quốc gia Cô chú và các anh chị chúng ta đã nộp các mẫu đơn thông thường là đơn Y485 diện việc làm hoặc là diện gia đình Mẫu đơn N400 hoặc là mẫu đơn N600 Thì chúng ta cần phải kiểm tra thời gian xử lý tại văn phòng của địa phương Sở di trú họ không có cập nhật trên hệ thống tổng của sở di trú Theo bản cập nhật của sở di trú Mỹ đối với thời gian giải quyết 80% hồ sơ tại sở di trú chú... Đối với đơn Y129F là đơn mà nộp để bảo lãnh hôn phu hôn thê đính hôn K1 và K2. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 15 tháng. Ngày hồ sơ có biên nhận cần liên hệ với sở di trú là ngày hồ sơ nộp từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 trở về trước. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 6 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 4 năm 2023. Tại trung tâm Postman, thời gian giải quyết là 14 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 13 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết là 10 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đối với đơn Y131, đơn mà chúng ta nộp xin re-entry permit đối với trường hợp thường trú nhân muốn rời khỏi Mỹ trên 1 năm và dưới 2 năm. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết là 17 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Đối với đơn Y485, Đơn nộp xin thay đổi tình trạng ở diện theo diện việc làm Tại trung tâm California, thời gian giải quyết là 19 tháng rưỡi Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 20 tháng 7 năm 2020 Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 38 tháng rưỡi Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 7 năm 2018 Tại trung tâm Texas, thời gian là 49 tháng Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 12 năm 2017. Đối với đơn Y601, đơn xin nộp miễn trừ án tích. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết là 22 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 11 năm 2021. Đối với hồ sơ nộp đơn Y751, đơn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Tại trung tâm California, thời gian là 22 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ Ngày 1 tháng 3 năm 2022 Tại trung tâm Nebraska Thời gian giải quyết là 19 tháng Ngày hồ sơ cần liên hệ Ngày 1 tháng 4 năm 2022 Tại trung tâm Potomac Thời gian là 32 tháng rưỡi Ngày hồ sơ cần liên hệ Ngày 15 tháng 3 năm 2021 Tại trung tâm Texas Thời gian là 28 tháng Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Tại trung tâm Vermont, thời gian là 24 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đối với đơn I-824, đơn nộp xin yêu cầu chuyển hồ sơ từ Sở Di trú qua trung tâm Visa NVC. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết là 3 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 20 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tại trung tâm Texas, thời gian là 12 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 15 tháng 10 năm 2022. Tại trung tâm Vermont, thời gian là 16 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày làm ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đối với đơn Y90, đơn nộp xin thay thẻ xanh. Tại trung tâm Portoman, gia hạn thẻ xanh 10 năm, thời gian giải quyết là 9 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đối với phát hành thẻ xanh lần đầu tiên hoặc thay thế, thời gian giải quyết là 28 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ, Ngày 15 tháng 5 năm 2021. Đối với đơn bảo lãnh I-130, đơn nộp để xin bảo lãnh thân nhân rất phổ biến. Đầu tiên là ở nhóm bảo lãnh diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5 là bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ và con nhỏ của công dân Mỹ. Tại các trung tâm giải quyết đều như nhau là 14 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đối với hồ sơ nộp đơn bảo lãnh diện F1 là bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ tại trung tâm California, thời gian giải quyết là 78 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 22 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ Ngày 20 tháng 8 năm 2020. Tại trung tâm Potsdam, thời gian là 46 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 46 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 15 tháng 12 năm 2019. Tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết là 48 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 20 tháng 2 năm 2015. Ở đơn bảo lãnh diện F2A là bảo lãnh vợ chồng con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 39 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cận liên hệ, ngày 5 tháng 8 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 28 tháng. Ngày hồ sơ cận liên hệ, Ngày 10 tháng 8 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết là 32 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 36 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 10 tháng 8 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, thời gian là 34 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 20 tháng 6 năm 2020. Đối với đơn bảo lãnh diện F2B là bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết là 73 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 43 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 15 tháng 12 năm 2019. Tại trung tâm Potomac, thời gian là 43 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 49 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 15 tháng 11 năm 2019. Tại trung tâm Vermont, thời gian là 70 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 9 năm 2015. Đối với đơn bảo lãnh diện F3 là bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian là 87 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 5 tháng 10 năm 2013. Tại trung tâm Nebraska, thời gian là 46 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 11 năm 2019. Tại trung tâm Potomac, thời gian là 46 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian là 49 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 10 tháng 11 năm 2019. Và tại trung tâm Vermont, thời gian là 48 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 20 tháng 6 năm 2015. Đối với hồ sơ nộp đơn bảo lãnh diện F4 là bảo lãnh anh chị em của công dân Mỹ tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 46 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 11 năm 2019 tại trung tâm Nebraska, thời gian là 22 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 4 năm 2020 tại trung tâm Potomac Thời gian giải quyết là 42 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 45 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Tại trung tâm Vermont, thời gian là 49 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 1 tháng 12 năm 2013. Đối với đơn Y140, đơn nộp sinh diện lao động EB3 loại lao động không kỹ năng và lao động phổ thông. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết là 5 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 15 tháng 6 năm 2023. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 20 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đối với đơn Y526, đơn nộp xin đầu tư vào Mỹ EB5. Tại văn phòng chương trình đầu tư định cư, thời gian giải quyết là 56 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ, ngày 5 tháng 4 năm 2018. Kịp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha cảm ơn cô chú và các anh chị